Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lịch ngày tốt. Ngay sau đây, Lịch ngày tốt xin mời quý anh chị và các bạn theo dõi vận trình tử vi thứ tư ngày 9 tháng 8 năm 2023 của 12 con giáp để đón may mắn cát lành cụ thể như sau. Thông tin tổng quan ngày 9 tháng 8 năm 2023, tức ngày 23 tháng 6 âm lịch ngày Kỷ Hợi, trực, bình, tốt mọi việc. Tuổi xung ngày, Tân Tỵ, Đinh Tỵ. Tuổi hợp trong ngày, ngày Hợi, Lục hợp dần, Tam hợp Mão và Mùi thành Mộc cục. Giờ hoàng đạo, Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ, hướng tốt xuất hành, hướng Đông Bắc, hướng Nam. Xem tử vi hàng ngày dự báo 3 tuổi dễ đón lộc lớn trong ngày thứ tư này sẽ là tuổi Tý, tuổi Mão và tuổi Dậu. Để biết vận trình của bạn hung cát ra sao, mời các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 9 tháng 8 năm 2023 của 12 con giáp, chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay, nhờ có tam hội nâng đỡ, người tuổi Tý luôn cảnh giác và cẩn trọng trong mọi chuyện. Bạn không muốn mình lơ là và để xảy ra những lỗi sai không đáng có. Tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm sẽ giúp bạn nhận được sự tin tưởng của người làm lãnh đạo. Hôm nay, bạn có thể được giao cho phụ trách những nhiệm vụ khá quan trọng. Hãy cố gắng hết mình để khẳng định bản thân nhé! Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực bình là ngày tốt để tiến hành những công việc quan trọng. Do đó, bạn nên sắp xếp thực hiện các công việc mình đã lên kế hoạch từ trước. Như vậy sẽ gặp được nhiều may mắn, thành công. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, luôn cảnh giác và cẩn trọng trong mọi chuyện để không xảy ra lỗi sai. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm sẽ giúp bạn nhận được sự tin tưởng của cấp trên. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, có thể được giao cho phụ trách những nhiệm vụ quan trọng. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, nên sắp xếp thực hiện nốt các công việc cho phù hợp. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, hãy cố gắng hết mình trong mọi việc để khẳng định bản thân. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, đen, trắng, quý nhân phù trợ, Dậu, Thân, Tỵ. Tử vi tuổi Sửu, Thổ khắc Thủy, người tuổi Sửu còn độc thân cảm thấy mình chưa sẵn sàng bước chân vào một cuộc tình mới. Dường như những tổn thương trong quá khứ vẫn đang ám ảnh bạn không ngừng, khiến bạn luôn tìm cách từ chối người tiếp cận. Với người đã có đôi có cặp, có thể bạn và người ấy sẽ gặp mâu thuẫn trong một số vấn đề nào đó vào ngày hôm nay. Vì ai cũng khăng khăng với quan điểm của mình, không ai chịu nhường ai nên mọi chuyện càng dễ lâm vào bế tắc. Tỷ Kiên cho thấy, con đường sự nghiệp của bản mệnh cũng chẳng hanh thông. Bạn phải tự mình cáng đáng mọi việc mà không có ai giúp đỡ, nên lúc nào bạn cũng cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, những tổn thương trong quá khứ vẫn đang ám ảnh bạn. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, có thể bạn và người ấy sẽ gặp mâu thuẫn trong một vấn đề nào đó. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, nếu không ai chịu nhường ai thì mọi chuyện càng dễ lâm vào bế tắc. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, phải tự mình cáng đáng mọi việc mà không có ai giúp đỡ. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, nên tìm cách trò chuyện và hòa nhập với mọi người xung quanh. Con số may mắn 5, 3, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, cà phê, xám, quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần, cục diện tương phá khuyên người tuổi Dần nên hành xử khiêm tốn, chớ tìm cách khoe khoang khả năng của mình hoặc đưa ra những quyết định bốc đồng, đẩy bản thân vào cảnh hao tài tốn của. Nếu các quyết định làm ăn kinh doanh của bạn phải nhận sự phản đối của nhiều người, thì bạn cần dành thời gian nhìn nhận lại vấn đề, chớ nên cứng đầu cứng cổ làm theo ý của riêng mình. Có thể bạn đang sơ suất, không nhận ra một lỗi sai nào đó. Thủy sinh Mộc cho thấy bản mệnh đã dần từ bỏ những suy nghĩ cũ kỹ, tiêu cực về chuyện yêu đương. Chính vì vậy, bạn mở lòng hơn trong quá trình trò chuyện, tiếp xúc với mọi người. May mắn hơn, bạn còn có thể gặp được người như ý trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, nên hành xử khiêm tốn, chớ tìm cách khoe khoang khả năng của mình. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, chớ đưa ra những quyết định bốc đồng, đẩy bản thân vào cảnh hao tài tốn của. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, nếu quyết định của bạn nhận lại nhiều sự phản đối, thì bạn nên xem xét lại. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, chớ nên cứng đầu cứng cổ, làm theo ý của riêng mình. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, mở lòng hơn trong quá trình trò chuyện, tiếp xúc với mọi người.
Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh da trời, quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão, tam hợp nâng đỡ, người tuổi Mão cảm thấy tràn ngập sự tự tin trong ngày hôm nay. Bạn sẵn sàng nêu lên ý kiến, quan điểm của bản thân trước tập thể, kể cả khi bạn là người mới đi nữa. Các quan điểm của bạn có thể nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và đồng nghiệp xung quanh. Bạn tạo được chỗ đứng của mình trong tập thể và giúp tập thể có hướng phát triển mới đầy triển vọng. Thủy sinh mộc, bản mệnh rất tin tưởng vào nửa kia của mình. Chính vì vậy mà dù gặp chuyện gì, bạn cũng tâm sự với đối phương để hai người có thể cùng nhau vượt qua. Quan hệ đôi bên khăng khít đáng ngưỡng mộ. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, sẵn sàng nêu lên ý kiến, quan điểm của bản thân trước tập thể. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, các quan điểm của bạn có thể nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, tạo được chỗ đứng của mình trong tập thể và giúp tập thể phát triển. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, rất tin tưởng vào nửa kia của mình, chia sẻ với người ấy mọi chuyện. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, mối quan hệ tình cảm của bạn là điều khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Con số may mắn 7, 3, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá cây, xanh rêu, quý nhân phù trợ, Sửu, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Thìn, Thổ khắc thủy, người tuổi Thìn hãy để người ấy bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ của mình. Đừng bắt đối phương phải chiều theo cảm xúc của mình mọi lúc mọi nơi như vậy, bởi người ấy sẽ dần cảm thấy mệt mỏi đấy. Với người còn độc thân, phong thái quyến rũ giúp bạn có thể trở thành tâm điểm của đám đông, bất kể xuất hiện ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, đừng vì thế mà biến mình thành một kẻ trăng hoa, không trung thủy. Kiếp tài chán lối, bản mệnh dễ vướng phải thị phi với đồng nghiệp, bạn bè xung quanh. Bạn cần tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề để tìm cách khắc phục, chứ đừng nên nóng nảy, đổ thêm dầu vào lửa. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, đừng bắt nửa kia phải chiều theo cảm xúc của mình mọi lúc mọi nơi. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, có thể trở thành tâm điểm của đám đông, bất kể xuất hiện ở bất cứ đâu. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, đừng biến mình thành một kẻ trăng hoa, không trung thủy. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, dễ vướng phải thị phi với đồng nghiệp, bạn bè xung quanh. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề để tìm cách khắc phục. Con số may mắn 6, 0, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, dưới tác động xấu của cục diện tương xung, người tuổi Tỵ có thể đưa ra những quyết định thiếu chính xác. Bạn chưa nhìn nhận rõ năng lực của bản thân nên dễ theo đuổi những điều viển vông. Với người làm ăn kinh doanh, muốn kiếm tiền về đầy túi, bạn cần phải tìm ra hướng phát triển phù hợp với mình. Nếu lúc nào cũng chạy theo xu thế thị trường, thì tiền bạc chỉ đổ sông, đổ bể, không lời lãi được bao nhiêu. Thủy khắc hỏa, dường như bạn không quá quan tâm đến chuyện yêu đương trong ngày hôm nay. Bạn thấy quanh mình vẫn còn quá nhiều điều mới mẻ cần phải khám phá. Chính vì vậy mà bạn từ chối người khác một cách khá phũ phàng. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, có thể đưa ra những quyết định thiếu chính xác trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, chưa nhìn nhận rõ được năng lực của bản thân nên dễ theo đuổi những điều viển vông. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, muốn kiếm tiền về đầy túi, bạn cần phải tìm ra hướng phát triển phù hợp với mình. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, nếu lúc nào cũng chạy theo xu thế thị trường thì tiền bạc sẽ đổ sông đổ bể. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, vẫn còn quá nhiều điều mới mẻ cần phải khám phá. Con số may mắn 1, 4, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường đỏ, hồng, quý nhân phù trợ Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, thiên ấn che chở, người tuổi Ngọ thay đổi nhiều quan điểm trong ngày hôm nay. Bạn đã dũng cảm đối diện với các điểm yếu của mình để tìm cách thay đổi. Nếu duy trì được thói quen này, bạn sẽ phát triển vô cùng nhanh chóng. Ngoài ra, bản mệnh hãy dành thời gian rảnh để học hỏi thêm những điều mới mẻ. Đừng sợ hãi những điều mình chưa biết, bởi thông qua quá trình tìm hiểu, bạn sẽ cảm thấy những điều ấy rất thú vị, giúp ích cho tương lai của mình. Nếu có kế hoạch xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Đông Bắc để gặp Hỷ Thần và hướng Nam để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày hôm nay, có thể đem lại cho bạn nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp nhiều điều thuận lợi. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, dũng cảm đối diện với các điểm yếu của mình để tìm ra cách thay đổi. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, hãy dành thời gian rảnh để học hỏi thêm những điều mới mẻ. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, học được những điều rất thú vị, giúp ích cho tương lai của mình. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ,
nên xuất hành theo các hướng hoàng đạo để gặp nhiều may mắn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc gặp nhiều điều thuận lợi khi tiến hành công việc. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường tím, đỏ, quý nhân phù trợ Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi, theo tử vi hàng ngày, tam hợp nâng bước, người tuổi Mùi rất kiên nhẫn trong công việc, cho dù mọi chuyện đang vướng phải khó khăn đi nữa. Bạn nghĩ rằng chỉ cần cố gắng, ắt mình sẽ tìm được ánh sáng cuối đường hầm. Sự lạc quan của bạn có thể khiến mọi người xung quanh thêm vững tin và cố gắng. Nếu công việc khó khăn quá, hãy phát huy sức mạnh của tập thể. Chắc chắn bạn sẽ thấy hiệu quả công việc tốt đẹp hơn vượt dự kiến ban đầu. Thổ khắc thủy, nếu có điều gì không hài lòng, bạn nên thẳng thắn trao đổi với người ấy, chứ đừng nên dùng những lời mỉa mai. Bạn có thể đang làm người ấy cảm thấy tổn thương đấy. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, rất kiên nhẫn trong công việc, cho dù công việc đang gặp phải khó khăn. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, chỉ cần cố gắng, ắt bạn sẽ tìm được ánh sáng cuối đường hầm. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, sự lạc quan của bạn có thể khiến mọi người xung quanh thêm vững tin. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, nếu công việc khó khăn quá, hãy phát huy sức mạnh của tập thể. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, nếu có điều gì không hài lòng, bạn nên thẳng thắn trao đổi với người ấy. Con số may mắn 1, 4, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường nâu, xám, quý nhân phù trợ Hợi, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân, cục diện tương hại ngăn trở, người tuổi Thân có vẻ khá nóng nảy trong ngày hôm nay, thậm chí bản mệnh có thể lớn tiếng quát mắng người khác khi đối phương phạm lỗi sai hoặc làm những điều không như mong muốn của mình. Tuy nhiên, con giáp này cần hiểu rằng để mọi việc tiến triển một cách suôn sẻ hơn, bạn cần tìm cách để kiềm chế cơn nóng giận của mình. Nếu bạn cứ cáu kỉnh thì vừa gây tác động xấu đến các mối quan hệ, vừa khiến công việc khó tiến hành suôn sẻ. Kim sinh thủy, nếu gặp khó khăn trong cuộc sống, bạn hãy chia sẻ với người ấy. Đối phương vốn là một điểm tựa vững chắc cho bạn, luôn sẵn sàng lắng nghe bạn và tạo động lực để bạn tiếp tục cố gắng. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, chớ nên lớn tiếng quát mắng người khác khi đối phương phạm lỗi sai. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, để mọi việc tiến triển một cách suôn sẻ hơn, bạn cần tìm cách để kiềm chế cơn nóng giận. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, tính nóng nảy gây tác động xấu đến các mối quan hệ. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, nếu gặp khó khăn trong cuộc sống, bạn hãy chia sẻ với người ấy. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, gia đình vốn là một điểm tựa vững chắc cho bạn, luôn sẵn sàng lắng nghe bạn. Con số may mắn 8, 0, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường vàng, trắng, quý nhân phù trợ Tý, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu, xem tử vi hôm nay, thực thần giúp sức, nguồn tài chính của bạn phát triển khá tích cực. Con giáp này hãy cứ tích cực hướng tới mục tiêu đã đặt ra, bạn sẽ còn thu được khoản lời lãi triển vọng hơn hiện tại nữa. Người có ý định khởi nghiệp có thể bắt đầu những bước đi đầu tiên của mình trong ngày hôm nay. Quý nhân xuất hiện có thể đưa ra cho bạn những gợi ý hữu ích, giúp bạn đi đúng con đường phù hợp với khả năng của mình. Kim sinh thủy cho thấy, trong ngày hôm nay, hai người sẽ có thêm một vài kỷ niệm đáng nhớ, giúp quan hệ ngày càng khăng khít. Những nét thú vị trong tính cách của bạn là điều khiến người ấy yêu mến chẳng muốn xa rời. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, hãy cứ tích cực hướng tới mục tiêu đã đặt ra, bạn sẽ gặt hái thành công. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, người có ý định khởi nghiệp có thể bắt đầu những bước đi đầu tiên của mình. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, quý nhân xuất hiện có thể đưa ra cho bạn những gợi ý hữu ích. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, những nét thú vị trong tính cách của bạn là điều khiến mọi người yêu mến. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, vợ chồng sẽ có thêm một vài kỷ niệm đáng nhớ, giúp quan hệ ngày càng khăng khít. Con số may mắn 6, 8, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường bạch kim, xám, quý nhân phù trợ Tị, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, Thổ khắc thủy, chuyện tình cảm của người tuổi Tuất còn độc thân chưa có nhiều biến động trong ngày hôm nay. Có lẽ bạn nên mở lòng hơn để tiếp xúc với mọi người, đồng thời cho những người thật lòng với mình cơ hội. Người có đôi có cặp không nên kiểm soát người ấy quá chặt chẽ, vì như thế sẽ khiến cho đối phương cảm thấy ngột ngạt. Hãy cho người ấy một khoảng không gian riêng tư để có thể tự do làm những điều mình yêu thích. Kiếp tài gây rối, dường như bản mệnh trở nên quá mức thẳng thắn trong ngày hôm nay. Nếu không suy nghĩ kỹ trước khi nói, bạn có thể gây tổn thương cho người khác, khiến các mối quan hệ tiến triển theo chiều hướng xấu. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, bạn nên mở lòng hơn để tiếp xúc với mọi người, cho người chân thành cơ hội.
Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, không nên kiểm soát nửa kia quá chặt chẽ, khiến cho đối phương cảm thấy ngột ngạt. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, hãy cho người ấy một khoảng không gian riêng tư để làm điều mình thích. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, nếu không suy nghĩ kỹ trước khi nói, bạn có thể gây tổn thương cho người khác. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, hãy để những điều tổn thương và những điều không vui trong quá khứ lại phía sau lưng. Con số may mắn 5, 8, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường vàng, cam, quý nhân phù trợ Thân, Dần, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi, tự hình chiếu mệnh, người tuổi Hợi cảm thấy tự ti, không dám nhận những nhiệm vụ khó. Bạn cũng sợ hãi thất bại nên không muốn bắt tay thực hiện hóa các kế hoạch của mình. Đừng tự cho rằng mình kém cỏi hơn mọi người xung quanh, bởi trên thực tế, bạn cũng có những điểm mạnh riêng, chỉ cần bạn phát huy đúng lúc, đúng chỗ thì không lo không gặt hái được điều mình mong muốn. Thủy vượng cho thấy, bản mệnh cần chú ý đề phòng các bệnh liên quan đến thận, não bộ, bàng quang. Dù còn trẻ tuổi đi chăng nữa, bạn cũng cần chú ý đến tình hình sức khỏe của mình nhiều hơn bằng cách sinh hoạt điều độ và rèn luyện sức khỏe. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa, thường xuyên tự ti, không dám nhận những nhiệm vụ khó. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, sợ hãi thất bại nên không muốn bắt tay thực hiện hóa các kế hoạch của mình. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, đừng tự cho rằng mình kém cỏi hơn mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, chỉ cần bạn phát huy điểm mạnh thì không lo không gặt hái được điều mình mong muốn. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, chú ý đến tình hình sức khỏe và sinh hoạt điều độ. Con số may mắn 2, 9, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường đen, xanh lam, quý nhân phù trợ Tý, Sửu, Mùi. Đánh giá tử vi ngày 9 tháng 8 năm 2023 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Tuổi Dậu, tuổi Mão. Con giáp nào vướng nhiều rắc rối nhất? Tuổi Thìn, tuổi Tỵ, tuổi Sửu. Trên đây là chi tiết tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Lịch ngày tốt chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành, bình an và nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Ngày Tốt nhé!